Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bên cạnh Duy đây là chiếc xe Mercedes-Benz S450 Maybach. Đó các bạn, thì nếu mà các bạn có theo dõi kênh của Duy các bạn thì các bạn cũng sẽ không có xa lạ với chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này đâu. Bởi vì là Duy cũng đã nói, cũng đã review cái chiếc xe này cũng đã rất là nhiều lần rồi ha. Thì ngày hôm nay thì Duy cũng quyết định là quay lại cái chiếc xe S450 Maybach này, bởi vì là có một cái thông tin các bạn là chuẩn bị sang cuối năm nay hoặc là đầu năm sau thì bên Duy sẽ ra mắt một cái mẫu là Maybach S-Class mới đó, thì chính xác là Maybach S680 đó. Thì cái giá của chiếc xe Maybach S680 nó sẽ rơi vào tầm 16 tỷ hoặc là hơn đó. Cho nên hiện tại bây giờ với cái chiếc xe Maybach S450 như thế này các bạn, thì với cái mức giá có khoảng tầm hơn 7 tỷ đồng thôi, thì so với cái phiên bản mà sắp tới sau này các bạn, thì Maybach S450 có thể nói một cái mức giá coi như rất là hời luôn đó, rất là hời luôn, cũng như là ra mắt song song với cái xe Maybach S-Class mới thì bên cạnh đó cũng có chiếc xe S-Sedan ha. Thì chiếc S-Sedan và tương lai bên Duy cũng sẽ không có lắp ráp tại Việt Nam nữa, và là cũng sẽ nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Cho nên là cái giá của xe S-Class nó cũng sẽ rơi vào tầm từ 7 tỷ đó, tương đương với chiếc xe Maybach này các bạn. Cho nên hiện tại bây giờ nếu các anh chị và các bạn nào đó mà đang quan tâm để mà mua một cái chiếc xe Maybach với một cái giá tốt các bạn, thì S450 Maybach này đang là một cái lựa chọn có thể nói là rất là hợp lý luôn đó. Một cái chiếc xe Maybach giá tương đương với lại một cái chiếc xe S-Class thông thường, thì các bạn sẽ chọn cái chiếc xe nào? Thực ra các bạn thì Maybach là lên một cái đẳng cấp khác rồi. Có thể nói đây là cái chiếc xe mà gọi là một mình một chợ các bạn, một mình một chợ ở thị trường Việt Nam mình đó. Với cái giá mà hơn 7 tỷ đồng thì Duy nghĩ chắc chắn là các bạn sẽ không chọn được cái một mẫu xe nào mà có đầy đủ những cái trang bị hiện đại bậc nhất như thế này, cũng như là sang trọng như thế này các bạn. Bây giờ Duy sẽ không đợi cho các bạn để lâu nữa các bạn. Duy sẽ mời các bạn đi xem một vòng một lần nữa cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Và ngày hôm nay Duy sẽ chọn cái chiếc xe Maybach S450 với cái phối màu đen ở bên ngoài cũng như là đen bên trong, dành cho những cái anh chị khách hàng nào mà yêu thích cái phong cách coi như là lịch lãm, sang trọng cũng như là ngầu một chút xíu. Ok. Khi mà chúng ta nhìn bên hông như thế này các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe Maybach của chúng ta trông rất là dài ha, rất là dài luôn, và nó sẽ dài hơn 2 tấc so với lại cái chiếc xe S-Class tiêu chuẩn ở cái khu vực này, là chính xác là cái khoang sau các bạn, bởi vì là Maybach dành cho cái ông chủ ha, dành cho cái khách hàng ngồi ở phía sau đó. Và cái cửa xe Maybach đây là một cái cửa đặc trưng nè các bạn. Khi mà Duy mở cửa ra thì các bạn sẽ thấy cái cửa nó sẽ thẳng mép nè đó, đi vào đi ra nó rất là dễ dàng, cũng như đây là một cái khoang đặc biệt nhất cũng như là khoang VIP dành cho những cái ông chủ ha. Đó, ở đây thì Duy sẽ có để sẵn một cái bàn gấp ở đây nè ha. Ghế ngồi của chúng ta là ghế thương gia, có thể ngã được 43,5 độ luôn, và có bờ bắp chân nè các bạn. Đó, rất là hay các bạn ha. Dòng chữ Maybach nó sẽ thể hiện ở đây rất là sang trọng luôn. Đó, các bạn sẽ thấy là cái trước đây thì Duy đã quay rất là nhiều cái chiếc xe ở nội thất ở bên trong là màu kem ha, nhưng là đây là lần đầu tiên Duy sẽ chọn cái nội thất cái màu đen các bạn sẽ thấy ha. Đó, thì màu đen ở bên trong thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ thấy nè, những cái chi tiết ốp gỗ của chiếc xe Maybach này cũng là màu đen ha. Trần xe của chúng ta được bọc da lộn màu đen luôn đó. Nói chung là nguyên cái chiếc xe bên trong nội thất của chúng ta thì nó rất là sang, rất là ngầu các bạn nha. Duy cho các bạn xem sơ một chút xíu thôi nha. Một lát nữa chúng ta sẽ vào bên trong khoang nội thất chúng ta coi kỹ hơn. Ok. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo Maybach nè. Đây là mới là cái giá trị của chiếc xe nằm ở đây nè các bạn. Logo Maybach nằm ở bên hông. Quên rồi các bạn, ở đây ha. Duy quên một điều nữa các bạn, đây. Formatic, logo Formatic. Thì đối với cái chiếc xe Maybach S450 này, nó sẽ đặc biệt hơn so với cái xe Maybach S650 luôn các bạn. Đặc biệt hơn 650 luôn nha. Đó là bởi vì là cái chiếc xe Maybach S450 này sử dụng hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian, trong khi là Maybach S650 đó hoặc là 680 tương lai sau này thì có thể là chỉ là vận hành ở cầu sao thôi.
Đó, đây là một cái chi tiết rất là đặc biệt nè. Các bạn biết rồi, hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian Formatic á, khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà ở tốc độ cao hoặc là những cái đoạn đường mà nó mấp mô, thì chiếc xe chúng ta được trang bị cái hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian thì lúc nào cũng sẽ tăng cái độ bám đường cũng như là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều các bạn nha. Khi mà chúng ta đi trời mưa hoặc là ở nước ngoài thì đi đường tuyết á, thì hệ thống Formatic này nó phát huy tác dụng cực kỳ hay luôn. Đó, đây là một cái chi tiết mà nếu mà Duy không nói thì nó hơi thiếu sót rất là nhiều các bạn ha. Đó, bộ mâm xe thì các bạn cũng thấy rồi ha. Đây là cái bộ mâm mà đặc trưng của dòng xe Maybach luôn. Và các bạn sẽ thấy nè, cái phần mà nước sơn của cái phần mâm xe này nó cũng sẽ khác so với những cái lớp mâm xe thông thường, bởi vì là mâm này được sơn theo cái công nghệ là chrome các bạn. Khi mà các bạn nhìn ở bên ngoài á, các bạn sẽ thấy là nó sẽ ánh kim lên, cũng như là nó có cảm giác là nó hơi sáng bóng một chút xíu á, bởi vì đây là cái công nghệ sơn chrome, nó sẽ sơn khó hơn so với là sơn thông thường các bạn nha. Đó, thì lớp xe của chúng ta là lớp 245/40 R20. Đó, ở phía sau nó sẽ rộng hơn một chút xíu. Đó, bánh sau nó là, để Duy xem nha, 275/35 R20. Có nghĩa là bánh xe ở phía sau chúng ta sẽ rộng hơn một chút xíu. Và đặc biệt trên các chiếc xe Maybach này thì sử dụng cái lớp Pirelli. Thì với cái mẫu lớp này các bạn, thì nó không phải là xài cố định đâu. Có khi là Duy thấy là xài Pirelli, có khi là xài Goodyear ha. Nó sẽ tùy vào từng đợt hàng. Đó, nhưng mà đây là cái lớp xe Runlast rồi các bạn. Lớp Runlast rồi, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều khi chúng ta mà vận hành trên những cái đoạn đường mà ở tốc độ cao ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu ha, xem cái xe Maybach S450 này có cái điểm gì mà đặc biệt. Thì khi mà nhìn ở phía sau của chiếc xe Maybach S450 này thì chúng ta sẽ thấy là một cái thiết kế nó rất là sang trọng cũng như là cực kỳ điềm đạm luôn. Đó, với phần đuôi xe nó được vuốt xuống. Đó, các bạn thấy không? Khi mà xe chúng ta chạy mà những cái chiếc xe khác nhìn từ phía sau các bạn thì nó toát lên một cái vẻ rất là sang trọng và cực kỳ lịch lãm luôn. Đó, ở đây thì có một cái chữ, dòng chữ là Maybach. Đó, và bên đây là S450. Đó, nếu mà đọc đúng cái tên của cái chiếc xe này các bạn, là các bạn sẽ đọc là Mercedes-Benz Maybach S450 ha, như vậy là mới đúng nha. Còn ở phía sau, ở phía dưới này các bạn sẽ thấy là S450 được trang bị là bô kép ha, nó sẽ khác so với là cái chiếc S phiên bản sedan. Đó, cũng như là ở đây thì chúng ta sẽ thấy có hai cái chi tiết nè, nẹp chrome nè, rất là sang các bạn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ngược lại phần đầu xe. Trước đây thì Duy sẽ hay cho các bạn xem cái phần đầu xe trước các bạn ha. Nhưng mà đặc biệt đối với cái xe Maybach này các bạn, thì Duy cho các bạn xem từ bên hông trước. Bởi vì là nhìn từ bên hông các bạn sẽ thấy, mới thấy được cái chiếc xe Maybach này nó dài như thế nào, cũng như là nó sang trọng và đẹp như thế nào. Ở đây thì có một cái nẹp chrome đó ở cột chữ B nè các bạn thấy không, để tách biệt khoang trước và khoang sau, để cho mọi người thấy khi mà đi từ bên ngoài là cái khoang sau của chúng ta nó tách hẳn luôn, cũng như là cái khoang sau nó rất là dài nè các bạn thấy không. Đó, cái cửa rất là rộng. Khi mà các Duy mở cửa ra các bạn sẽ thấy là ở khu vực này nè, thẳng xuống ha. Đây là một cái điểm mà hầu như tất cả những cái mẫu xe hiện tại của Mercedes-Benz đều sẽ không có cái chi tiết cửa như thế này đâu. Đó, khi mà chúng ta ngồi vào bên trong xe thì nó rất là dễ các bạn. Các bạn không phải là ưỡn người hay là cong người gì hết. Chúng ta chỉ cần bước vào một phát thôi là đã vào được cái chiếc xe rồi. Cũng như là cái vị trí cái ghế ngồi này các bạn, Duy ngồi vào nè. Đó, có thể là duỗi thẳng chân luôn, cũng như là mình dựa vào cái ghế ngã 43,5 độ này cho chúng ta một cái cảm giác nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu luôn. Và nếu mà gia đình của chúng ta mà có những cái chuyến mà đi xa, đi du lịch các bạn, Duy nghĩ là ông bà chúng ta có thể ngồi ở cái khoang sau này, hoặc là ngồi kể cả khoang trước luôn, vài trăm cây số luôn cũng sẽ không có mệt mỏi đâu. Đó, bởi vì là cái xe Maybach này của chúng ta vận hành trên đường nó cực kỳ êm ái luôn nè, cách âm cũng rất là tuyệt vời ha. Cái thế ngồi cũng coi như là không có chiếc xe nào nè, Duy dám chắc luôn, không có chiếc xe nào mà có cái thế ngồi thoải mái sướng như cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này đâu. Chưa nói về những cái option bên trong các bạn nha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi về cái khoang phía trước của chiếc xe. Đi về phía trước của cái xe nè.
Đó, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy rồi, Maybach nó sẽ không lẫn vào đâu được bởi phần cái lưới tản nhiệt này. À, lưới tản nhiệt với những cái thanh sọc đứng rất là sang trọng, cũng như ở đây có chữ Maybach ở đây ha. Đèn xe vẫn là đèn xe công nghệ mới nhất của Mercedes-Benz hiện tại, đó là đèn xe multi-beam LED. Ở đây sẽ có 3 cái mí LED chạy ban ngày. Đó, về cái đèn LED này thì Duy cũng đã nói rất là nhiều rồi, cũng như là đây là cái đèn mà có rất là nhiều những tính năng của cái đèn thông minh. Đó, khi các bạn nhìn cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này chạy ngoài đường các bạn, với cái phối màu mà màu đen tuyền như thế này á, thì Duy nghĩ là nếu mà các anh chị và các bạn chọn cái chiếc xe Maybach đó các bạn, thì các bạn anh chị chọn nên chọn cái màu đen ha, nên chọn cái màu đen, bởi vì là cái màu đen nó sẽ toát lên một cái sự sang trọng, một sự đẳng cấp. Đó, nó rất là phù hợp với cái dòng xe Mercedes-Benz Maybach này luôn. Và Duy nghĩ là không có cái màu xe nào mà phù hợp hơn với chiếc xe Maybach bằng cái màu đen này. Đó, đây là một cái màu đen truyền thống của Mercedes-Benz các bạn nha, rất là bóng. Đó, các bạn nhìn thấy cái phần nước sơn nè, trông rất là dày, cũng như là nhìn nó rất là sang trọng luôn các bạn. Đó, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là nó có nhiều cái chi tiết màu rơm hơn so với những cái dòng xe thông thường của Mercedes-Benz, bởi vì Mercedes-Benz Maybach là muốn hướng tới một cái sự sang trọng, một cái sự đẳng cấp. Đó, các bạn thấy một cái chiếc xe nào mà nó có rất là nhiều những cái chi tiết màu rơm ở phần đầu xe, trang trí bên ngoài ha, thì đồng nghĩa với việc là cái chiếc xe đó nó sẽ là định vị ở một cái phân khúc là sang trọng và cao cấp. À, ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nè, và Duy sẽ cho các bạn xem lại những cái option, những cái chi tiết của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450. Vô lăng ốp gỗ các bạn. À, vô lăng ốp gỗ màu đen bóng nè, piano ha. Đây là gỗ piano màu đen bóng, rất là sang nè. Ở đây cũng vậy ha. Thì những cái chiếc xe mà được trang bị cái vô lăng ốp gỗ các bạn lái á, chúng ta cảm thấy là nó rất là mát tai, cũng như là những anh chị nào mà bị mồ hôi tai các bạn, thì Duy nghĩ là rất là thích lái cái vô lăng mà ốp gỗ như thế này. Đó, nó sẽ tránh được mồ hôi tai rất là nhiều ha. À, dòng chữ Maybach nằm ở đây. À, vô lăng thì được sẽ được thiết kế nó nhỏ gọn thôi các bạn, nhưng mà nó rất là sang nè, các bạn sẽ thấy không. À, ở đây có những cái nút bấm bên đây, bên đây đó. Thì với cái vô lăng này thì nó cũng sẽ là cái vô lăng đa chức năng giống như những cái xe của Mercedes-Benz hiện tại thôi, nhưng mà các bạn thấy là nó bọc gỗ, nó sang trọng hơn thôi ha. Chi tiết xi nhan cần số thì nó cũng sẽ nằm ở trên đây, nó giống như những mẫu xe khác của Mercedes-Benz rồi. À, một cái điểm nữa các bạn, thì đây là cái chi tiết mà chỉ có trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach thôi. Đây là cái đồng hồ IWC ha. Đây là một cái đồng hồ thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới rồi các bạn, phải không? Đó, thì những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz vẫn có trang bị đồng hồ, nhưng mà chỉ là trang bị những cái đồng hồ tiêu chuẩn thôi. Đó, nhưng mà với trên Maybach này thì được trang bị cái đồng hồ IWC luôn. Đó, đồng hồ hàng hiệu rất là sang các bạn. Một chi tiết nhỏ như thế này thôi, nhưng mà làm cho cái nội thất của cái xe Maybach này nó thêm cái phần đẳng cấp. À, bộ loa âm thanh các bạn, khi nói tới một chiếc xe sang trọng, một chiếc xe đẳng cấp bạn, thì thông thường những cái nhà sản xuất sẽ lựa chọn cho cả chiếc xe của mình là một cái hệ thống âm thanh. Đó là một cái chi tiết mà có thể nói là không bao giờ mà thiếu được trên những cái chiếc xe sang trọng đẳng cấp. Đó, đây là cái bộ âm thanh có thể nói là đỉnh cao nhất hiện tại trên ô tô hiện tại bây giờ luôn các bạn nha. Đây là hệ thống âm thanh Boommaster nè, 2N nè, các bạn thấy không, có chữ 2N nè. Đó, thì với cái xe Maybach S450 này sẽ được trang bị là tổng cộng là 26 loa, công suất là 1590W. Và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại ha, khoang ở phía sau ha. Đây là cái khoang đặc biệt nhất của chiếc xe Maybach nè các bạn. Khi nói tới Maybach các bạn thì các bạn sẽ hình dung á, nói tới Maybach á thì lúc nào các bạn cũng hình dung là cái khoang sau là cái khoang mà VIP nhất, đặc biệt nhất, cũng như là thông thường phía sau thì chỉ có hai ghế thôi. Đó, ở phần giữa là các bạn, chúng ta sẽ để được cái bàn gấp làm việc như thế này, cũng như là ở đây nó sẽ có một cái chi tiết là cái tủ lạnh nè. Đó, cũng như là khu vực này nè các bạn sẽ thấy hai cái chỗ trống nè. Thì hai cái chỗ trống này là Duy sẽ để cái hai cái cốc châm băng bằng bạc của Maybach ha, rất là sang trọng luôn các bạn. À, cái tủ lạnh này thì các bạn có thể để được coi như là hai chai champagne ha, hai chai champagne. Đó, cũng như là một vài cái chai nước ha, để chúng ta làm mát. Còn ở trên đây thì chúng ta sẽ để được một cái đĩa DVD nè các bạn. À, ok, thì chiếc xe Maybach S450 thì trang bị cửa sổ trời toàn phần rồi, toàn cảnh này các bạn sẽ thấy không, và chúng ta có thể đổi màu được cái phần cửa sổ trời này, thì Duy cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Đó, nếu mà các bạn muốn mà đổi màu cái cửa sổ trời này thì chúng ta chỉ việc là bấm một cái nút ở trên này nè các bạn. Nè. Nè.
đó sẽ tối hơn rồi nè các bạn, chỉ bấm cái nữa nó sẽ sáng hơn đó, rất là đơn giản ha. Tất cả những cái chi tiết mà điều chỉnh ở bên trong cái khoang nội thất này thì đa phần là đều là chỉnh điện hết các bạn, tất cả đều được chỉnh điện hết. Và bây giờ Duy sẽ xin được kết thúc video clip tại đây đi. Đó thì với chiếc xe Maybach này thì những anh chị các bạn nào đang quan tâm, đang muốn mua chiếc xe Maybach với một cái giá coi như là đặc biệt như thế này đó, và tương lai nó sẽ gấp đôi như thế này luôn các bạn, gấp đôi giá này, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979 đó. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.